Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem cây nhót nhà mình nhé. Mình xem cây này các bạn xem các bạn thế này là ăn được chưa? Nhiều người thích cái quả này bao tử. Các bạn thấy chưa? Đây mình zoom to cho các bạn xem này. Đây. Người thành phố với lại người miền Nam chắc gì đã biết quả này. Các bạn thấy cây này sai không? Đây. Mình zoom to. Ở người Tây Bắc thì chắc là biết quả này. Ở quê mình gọi là cây nhót đấy. Nếu mà ai chị em nào mà thích ăn quả này, comment ở dưới cho mình ship tận nơi cho các bạn nhé. Đấy, để mình zoom xa cho các bạn biết xem này. Nó to chừng nào. Wow, sai chưa các bạn? Các bạn thấy chưa? Đây, zoom to nhá. Đây các bạn nhìn này. Quả đó đấy. Cây này này, đây cây này nhá. Đây các bạn thấy chưa? Sai quả rồi đấy, cái này mà trộn với bột muối ớt thì thôi rồi các bạn. Đây cây nhà mình nhá, cây này nhà mình được 20 năm rồi các bạn. Đây để mình zoom bé này, mình quay cái cành này sai cho các bạn xem đây nhá, các bạn thấy sai chưa? Đây, wow, bây giờ nó mới nhỏ xíu các bạn. Đây ơi, nhưng nhiều người lại thích ăn cái kiểu bao tử này. Đây cho mình cho các bạn nhé, xem này, nó chỉ bằng cái ngón tay thôi đấy, thấy chưa? Đấy, các bạn nào mà thích ăn đấy cứ đến nhà mình hoặc comment ở dưới, mình ship cho các bạn tận nơi, không lấy một đồng nào. Đấy, chỉ cần đăng ký và like cho mình thôi. Ui, cái cành này sai quá, phải quá trời luôn. Đấy, đây các bạn nhìn thấy chưa? Uầy. Cây nhót của mình nó gọi là cây cổ thụ rồi. Đây các bạn nhìn cái cây của nó đây. Đây. Thấy chưa? Đấy. Nó to như này cơ mà. Uầy. Mình đứng xa mình quay cho các bạn xem. Đây. Nhà vườn chả có gì, có mỗi cây nhót này thôi các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ thử một quả cho các bạn xem nhá. Ok. Đây nha các bạn nhá. Mình sẽ thử một hai quả cho các bạn xem nhá. Một này. Hai này, sai chưa? Ba này, bốn rồi. Ui trời, cái loại này ăn thì nó thui rồi nhá, quá ngon luôn. Các bạn thấy chưa? Mình sẽ lấy muối ớt nhá. Rồi, đây là các bạn. Đây, giờ mình sẽ chấm với cái bộ cành này nhá. Đây, bộ cành đây. Ui rồi, ui cái này thì thôi rồi nhá. Các bạn nhìn nhá. À, chua lắm các bạn ạ. Chua giật mình luôn nhá. Nha. Ăn được cả hạt các bạn. Đây các bạn nhá, mình vừa ngoài đấy dọ ấy có tiếng loa nó ồn. Mình vào đây thử cho các bạn xem này. Quả này rất ngon đó. Quả nhót nó gọi là quả nhót rừng các bạn nhé. Tuyệt vời các bạn. Thêm một chút cay cay nữa, thêm vài non bia nữa thì ok các bạn. Quá ngon rồi. Ui, nó chua một cách tưởng không tưởng tượng được các bạn. Mình bảo đảm 100 bạn nữ đều thích quả này. Cả 100 bạn nữ đều thích. Mình gọi là quả nhót các bạn nhé. Ai mà thích quả này nhé, cứ kết bạn Facebook của mình, cho mình sẽ khuyến mại cho 1 kg mà lấy tiền 1 kg các bạn. Nó cũng không được, hơi không chua lắm các bạn, nhưng nó hơi đắng đắng. À, nhưng mà chỉ nghĩ đến nó thôi mà đã chảy nước nhãi à. Đấy, các bạn thấy chưa? Quả nó thế này thôi. Nó to, nếu mà nó to thì nó phải bằng ngón chân cái này các bạn. Nhưng mà nó chín nó ăn sẽ không ngon được cái nhót bao tử này. Nếu các bạn không tin mình nhé, các bạn cứ gõ quả nhót bao tử ở trên Google sẽ có luôn. Ha. Rồi.
Quá ngon luôn. Đấy. Ai mà thích quả này ấy thì cứ comment ở dưới. Hoặc là nấu địa chỉ mình sẽ ship cho các bạn tận nơi. Rồi nhá, cho mình xin kết thúc video ở đây nhá. Nếu mà ai mà quan tâm đến cái video này nhá, nhớ cho mình một lượt like rồi và đăng ký cho mình. Ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.